Thương quá ha quý vị, thương lắm luôn á. Tự nhiên cái đang ăn một bữa cơm, cá nhân của Nguyên Khang nghĩ là những người nghệ sĩ họ chỉ ăn qua loa thôi, và sau cái bữa diễn hoặc là trước bữa diễn chỉ ăn đúng ổ bánh mì hay ăn cái gì đó nhẹ nhẹ diễn, sau đó rồi lủi thủi về sau khi ánh đèn khép lại. Cho nên cái bữa cơm mà chị Cát Tường mang đến cho chị Hồng Trang á, đối với Nguyên Khang nó quý lắm. Tại vì ăn một bữa cơm mà đối với Nguyên Khang nghĩ mặc dù là rau không nhưng mà thịnh soạn, thịnh soạn. Và khi mà trước nhà. Dạ, mà khi mà người mẹ bước vào mà nếu như mà chị biết được cái bữa ăn đó mà mẹ nấu nữa thì con Khang nghĩ là chỉ còn xúc động nhiều quay hơn. Lại cái vấn đề khi mình nói một người cứng rắn mà mọi người nói là không cần, chỉ cần đam mê nghệ thuật sống trong nghề, thì chính giây phút này là đã tố cái con người của Hồng Trang. Dù có cố gắng tạo ra vẻ bên ngoài là cứng rắn mà bất cần, không cần gì cả, nhưng mà thật sự chỉ cần một bữa cơm của ekip nấu cho Trang ăn thôi là Trang cũng đã cảm thấy quá xúc động rồi. Bởi vì cái người về nghệ sĩ sau khi ánh đèn sân khấu tắt hết đèn, tắt đèn rồi, khán giả về rồi, còn một mình họ, họ rất là lẻ loi và rất là cô độc. Thì khi có một cái ai đó ngồi ăn cơm với mình, quan tâm đến mình, ăn cơm với mình là đã thấy ấm lòng rồi. Cho nên là quý vị thấy không, khi mà nghe chương trình có chuẩn bị bữa cơm là Hồng Trang đã hết sức là ngạc nhiên và cảm thấy rất là xúc động. Nhưng mà khi mà mẹ bước vô nữa thì không thể kềm được cảm xúc. Em nghĩ làm sao mà kềm được chị, tại vì á, em nghĩ là trước khi mà Trang lên Sài Gòn á, ở dưới quê là thường xuyên ăn cái bữa cơm gia đình ăn như đúng vậy. Bữa cơm đó, cho nên mà biết có thể là nghi. Em nè, là thực sự là từ nhỏ đến lớn em không có bữa cơm gia đình, tại vì mẹ em cũng đi làm cho nên là thường xuyên là hàng quán và mì gói. Mà bản thân em là mỗi lần mà có một bữa cơm như vậy là em đã cảm thấy nó ấm áp đến chừng nào rồi, thì em nghĩ rằng cái nhớ của Trang nó sẽ còn dữ dội hơn em nữa. Tại vì cái người đã có rồi, rồi lại phải xa, rồi bây giờ có lại thì nó sẽ dễ sợ. Còn em thì em đã quen, nhưng mà lâu lâu nó có là mình còn cảm thấy xúc động. Nhưng mà chị Tường chị cũng có gợi là ở quê là có trồng cái rau gì hay không, rồi cô này cũng có bảo là mới thu hoạch được gì. Cho nên là khi mà ăn mà cách nêm nếm rồi những cái vật như thế, thì Nguyên Khang nghĩ là chị Hồng Trang chị cũng có cân đoan đoán. Có thể không ngờ, là không Trang không biết, Trang không ngờ rằng Trang tưởng thật sự là ekip nấu, nhưng mà muốn cho Trang thấy cái hương vị quê hương. Hương vị quê. Chứ hồi Trang không ngờ là mẹ lên, cho nên khi mẹ bước vô là rõ ràng là vỡ òa cảm xúc và không, nó buông đũa liền. Thấy không, cái khoảnh khắc là buông đũa liền mà vỡ òa liền. Ngồi ở đây á, anh Khang anh cứ thắc mắc là tại sao em làm bao nhiêu người kết nối rồi mà em vẫn cứ khóc. Tại vì không thể không khóc được, cái cảnh đó nó quá là quá sức chịu đựng của mình. Mà nhớ cái tập mà của chị Kim Huyền không, cũng vậy đó, vừa thấy mặt mẹ một cái là mà coi thấy qua hình thôi là vỡ òa liền. Tao nói người nghệ sĩ mong manh lắm, đặc biệt những người phụ nữ nào càng thể hiện sự kiên cường cứng rắn bên ngoài là những người đó càng mong manh và dễ vỡ. Bằng chứng là chúng ta thấy là ở đây có ba người phụ nữ ở phía bên ngoài lúc nào cũng nhìn có vẻ rất là cứng rắn, nhưng thật ra là rất là mau nước mắt. Mà cô Miko Lan Trinh cô sẽ được mệnh danh là người phụ nữ nhiều nước mắt nhất của chương trình. Em không có mặt gì Phương gì vậy? Nè, nước mắt đi làm nói chuyện. Sau chương trình là chúng ta thôi. Nhưng mà khoan, quay cái trở lại là Nguyên Khang thấy là chương trình hơi ác. Người ta mới ăn mới muỗng thứ nhất thứ hai thôi. Mà dẫn mẹ vô giờ buông đũa luôn, chưa kịp ăn cái bữa anh nào ơi, cả gia đình. Bây giờ theo một hướng khác là ăn uống no say mà mẹ chưa ăn, mẹ đứng ở ngoài vậy có ác mời không? Mẹ vô cùng ăn. Bây giờ